xin chào các bạn nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì một chút đăng ký để cập nhật video mới nhất mình chia sẻ trên kênh trong video hôm nay mình hướng dẫn mọi người dự án nhận tốc cần filc uh, một uh, dự án à, một cái tốc cần mới ở trên mạng heco chain dự án này thì làm nó đơn giản thôi uh, mọi người sẽ kích vào cái link dưới phần mô tả cho mình sau đấy mọi người sẽ dán để chỉ ví vào đây cho mình nhé đây mọi người sẽ dán để chỉ ví Eco heco mọi người vào đây uh, để chỉ ví heco thì mọi người sẽ dùng để chỉ ví ở trên ví metamask cho mình nhá sau khi dán để chỉ ví vào đây dự án này sẽ còn đúng 7 ngày nữa kết thúc thì mọi người có thể tham gia ngay cho mình nhé sau khi dán để chỉ ví vào đây thì mọi người sẽ tích vào chữ submit cho mình ok sau khi tích vào submit thì mọi người sẽ nhận được là hai token fl flc chỗ này nhé ở chỗ này nhá đây là mình xem nào. mình lót lại xem nhé đây thì uh, mọi người sẽ nhận được là hai token FILC này đấy uh, và mỗi ngày mọi người vào đây mọi người thử uh, kích hoạt và mọi người sẽ nhận được là hai uh, hai token FILC trên một ngày nhá đây uh, Pilis CP tức là mỗi ngày mọi người vào đây mọi người kích hoạt để mọi người nhận được là hai token FILC này thì cái token này nó đang mới thì mọi người uh, nó đang cho bên phí Eldaroth thì mọi người có thể nhanh tay uh, để khai thác cái token này nhá và ở đây mọi người sẽ copy cái link này để mọi người đi chia sẻ bạn bè, người thân. Ở đây là trách của nó nhá, đúng không? À đây, đây mọi người sẽ copy cái link này mọi người chia sẻ bạn bè, người thân nhé À hình như là mỗi một lượt chia sẻ thì mọi người sẽ nhận được 2 token FILC thôi. À. Đấy. Đây token uh, giá trị của cái con này thì là 10.000 10 token 10.000 token FILC này thì tương đương cả một một token HT nhé mọi người cái này hình như là đào khai thác này đấy khi vào đây nhá à, trước hết khi trước khi vào thì mọi người sẽ bấm vào chữ plastic này chỗ này nhá hay này mọi người bấm vào đây sau đấy nó sẽ hiển thị cái à, à, phần là mọi người sẽ dán địa chỉ ví hay cô mọi người dán vào sau đấy mọi người bấm xuống mít cho mình nhá thì mọi người sẽ nhận ngay là hai tóc cần này thì đến khi hình như là dự án này cần phải có tuyển thêm một ít red mọi người nhá mình cũng không chưa biết là bao nhiêu red thì mọi người sẽ đủ à, cái số red của nó yêu cầu nè thì anh em nào đã đang đang à, đang à, đang à, tham gia chương trình Airdrop này thì mọi người có thể comment dưới bình luận cho mình biết nhé. đấy cũng như để cho mọi người có thể biết được. đấy thì ok như vậy là mình hướng dẫn mọi người dự án có thể nhận được hai token FDLC và mọi người có thể à, rút được token này về khi chương trình Airdrop kết thúc nhé. tạm biệt mọi người, hẹn mọi người những video và dự án tiếp theo. tạm biệt mọi người.